Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay sát bên một cái trường học Huỳnh Văn Nghệ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người chúng ta một căn nhà trong khu trường học Huỳnh Văn Nghệ này nha mọi người. Đây là con đường trước nhà chúng ta này, một con đường 10m thông, rất là đẹp, và sát bên chúng ta có trường học cấp 1 và cấp 2. Rất là đẹp và đường chúng ta rất là đông đúc, và cũng như là đây trường học rất là đẹp và cao cấp này của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến quý anh chị cũng như là mọi người chúng ta một căn nhà trong khu này, sát bên với trường học luôn nha mọi người. Căn nhà rất đẹp luôn nha. Và đây là mặt tiền, mặt chính của căn nhà chúng ta nha mọi người. Một căn nhà thiết kế theo kiến trúc mini phố năm 2019, với phong cách thiết kế rất là đẹp. Và chúng ta để ý mặt tiền này, với diện tích ngang 4m2, độ dài 16m và thiết kế là một lửng 3 lầu. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch nha mọi người. Và căn nhà chúng ta nằm trong một khu phố ổn định, sát bên trường học Huỳnh Văn Nghệ luôn nha mọi người. Và chúng ta để ý mặt tiền này, khu nhà này rất đẹp, sạch sẽ cũng như an ninh. Khu nhà rất là cao cấp nha. Và căn nhà mình thì thiết kế rất đẹp với nội thất cực kỳ cao cấp. Rồi mình sẽ di chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan căn nhà này nhé. Đường trước nhà của mình là con đường 10m nha mọi người. Cách mặt tiền đường chính đường Phạm Văn Chiêu của chúng ta là khoảng chừng 100m thôi. Và nhà chúng ta thì có hai lớp cửa. Một lớp cửa nhôm đúc mạ vàng phía ngoài. Bên trong chúng ta có lớp cửa cuốn nữa nha mọi người. Và lớp cửa chúng ta làm rất đẹp và mặt rất là mới. Và di chuyển trong đây chúng ta có khu vực xe máy và khu vực đậu xe máy và gara xe hơi ở dưới tầng trệt này. Ở đây chúng ta có một cái khu vực đậu xe máy 2m phía ngoài này. Bên trong chúng ta có gara xe hơi khoảng chừng 7m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và ở đây thì gia chủ đang đậu xe hơi bên trong căn nhà mình này. Và hai bên tường chúng ta có những cái khu vực tủ giày dép để chúng ta có thể để giày dép và nón bảo hiểm. Và phía dưới thì gia chủ ốp gạch bóng kính là 60m2 nha mọi người. Hai bên tường chúng ta ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 2m. Có ốp len đá nhìn rất là sang trọng. Và khu vực này thì chúng ta đậu xe hơi ở căn nhà mình này. Thì khu vực đậu xe hơi thì chúng ta để ý thấy này, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha mọi người. Nó dài khoảng hơn 7m. Chúng ta đậu vừa xe hơi rất là vừa và thoải mái khi chúng ta di chuyển vào bên trong căn nhà mình. Nhà chúng ta thiết kế là một trệt, một lửng, 3 lầu. Với công năng sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng đông nam, nằm trên một con hẻm, trước nhà là con hẻm 10m, sát bên với trường học cấp 1 và cấp 2 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì đang được chào bán với giá là hơn 7 tỷ thôi nha mọi người. Thì quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì có thể đến xem và thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà để chúng ta có được giá ưu đãi cũng như là giá chính chủ trong dịp cuối năm 2019 này. Mình đang tham quan khu vực gara xe hơi cũng như là phòng khách dưới tầng trệt. Nếu mà gia đình mình chưa có xe hơi, chúng ta sử dụng khu vực này làm phòng khách nha. Thì chúng ta có thể làm phòng khách dưới đây. Nhà mình thì phù hợp vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Và chúng ta có thể mua đầu tư hoặc là mua để cho thuê hoặc để dành thì cũng khá là ok luôn. Với vị trí vô cùng đắc địa, nằm trên trục đường thông, con đường hẻm 10m, rất là đẹp. Trên này chúng ta có trần thạch cao và đèn chiếu sáng này mọi người. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Nếu gia đình mình có xe hơi, chúng ta nên chọn mua căn này. Vì căn này đường trước nhà rất là rộng, lên tới 10m. Và chúng ta có thể đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ trong nhà một cách thoải mái và dễ dàng. Ở đây thì gia chủ đang đậu xe hơi cho mình thấy rồi này. Phía dưới của khu vực gara xe hơi này thì mình xin lưu ý là gia chủ chúng ta đổ bê tông nhé. Rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Và di chuyển vào trong đây thì chúng ta có trụ gỗ căm xe và tay vịn được làm bằng căm xe cũng như là kính cường lực 10 ly. Chúng ta có những cây xanh để ngay cầu thang này. Cầu thang chúng ta ốp đá và làm rất là đẹp nha mọi người. Đây là một căn nhà gia chủ đầu tư và thiết kế rất là tỉ mỉ và cực kỳ là chất lượng luôn. Với giá bán chính chủ thôi. Đây phía này chúng ta có khu vực tủ rượu được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Cầu thang chúng ta có những cái trụ ổ nhìn rất là đẹp này mọi người, nhìn khá là ưng mắt nha.
Căn nhà bố trí và thiết kế không gian rất là hợp lý với kiến trúc là một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà nằm trong một khu đồng bộ khoảng chừng 50 căn, khu nhà lâu, đường trước nhà 10m, khá tuyệt vời và khá là thuận tiện cho đại gia đình di chuyển xe hơi xe máy vào tận nhà. Nhà chúng ta này sát bên chợ Thạch Đà cũng như là gần với chợ Hạnh Dương Tây, công viên Làng Hoa, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và di chuyển vào tới trong đây thì chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp này. Phòng bếp chúng ta có một bộ bàn ăn 4 ghế này, đã được gia chủ tặng sẵn. Rồi phía bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh. Ở đây chúng ta có thể để vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau. Và khu vực tủ bếp thì gia chủ sử dụng là gỗ sồi Nga, rất là bền và đẹp. Đây là không gian phòng bếp căn nhà mình nhé. Hai bên phòng bếp thì gia chủ chúng ta ốp gạch cho chúng ta lên cao tới trần rồi, để chúng ta có thể lau chùi và dọn dẹp cũng như là tạo cho không gian phòng bếp chúng ta luôn sáng sạch và mát. Hướng nhà mình thì hướng đông nam cũng khá là mát mẻ nha mọi người. Và căn nhà mình thì đã có sổ hồng rồi nhá. Sổ hồng chúng ta là sổ hồng 2019, sổ mới luôn, hoàn công 2019, sổ hồng đầy đủ rồi. Thì quý anh chị quan tâm thì có thể đến tham quan cũng như là nếu cảm thấy ưng ý thì chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà để được giá mềm. Phía sau chúng ta có khoảng giếng trời và khoảng trời chúng ta cũng được ốp đá và có trồng cây xanh này mọi người. Và được tận cuối nhà này chúng ta có một cái phòng vệ sinh để chúng ta sử dụng chung ở dưới đây nhé. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo, sơn hiệu nội thất là inox, có vòi tắm hoa sen và có bồn tắm đứng. Cửa phòng vệ sinh thì gia chủ chúng ta sử dụng là cửa nhựa nhôm xin pha. Và nhà mình với diện tích ngang 4m2, độ dài lên tới hơn 16m, nằm trên trục đường hẻm 10m, quá đẹp. Quá thuận tiện cho đại gia đình mình di chuyển xe hơi xe máy vào tận nhà. Giá bán thì chỉ hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Và chúng ta còn được thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà nữa. Thì đây được xem là một trong những sản phẩm nhà bán chính chủ, giá cả hợp lý và thiết kế khá là đẹp, đang được nhà đất Huy Hùng gửi đến mọi người chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ với bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, thì chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà này nha mọi người. Rồi mình cùng xin mời quý anh chị theo chân mình chúng ta di chuyển lên tham quan khu vực không gian tầng lửng cũng như là 4 phòng ngủ căn nhà này. Trên khu vực không gian tầng lửng này chúng ta có những cái bức tranh được làm bằng giấy lụa 3D nhìn rất là đẹp và bắt mắt này. Có những cái khoảng không gian để cây xanh rất là đẹp và độ thẩm mỹ rất là cao. Và trên không gian tầng lửng của chúng ta là một không gian tiếp khách cực kỳ là sang trọng và khá là đẹp. Chúng ta cùng vào tham quan không gian tầng lửng nha mọi người. Thì tầng lửng chúng ta gia chủ bố trí cho mình cái khu vực này. Khu vực này chúng ta làm giả cửa nha, có gỗ được chạm trổ rất là đẹp. Và bên trong chúng ta có khu vực để tủ kệ tivi cũng như là tủ trưng bày sách. Phía dưới thì chúng ta sử dụng là sàn gỗ nha. Và ở đây chúng ta có một cái bộ sofa mini được gia chủ tặng sẵn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta mua thì sẽ được tặng lại cái bộ sofa này này. Đó nha mọi người. Và khu vực không gian tầng lửng này thì gia chủ cũng gắn ống máy lạnh để chúng ta có thể bắt máy lạnh được luôn. Và căn nhà mình thì trang trí quá đẹp rồi. Phía sau ở không gian phòng khách trên tầng lửng này chúng ta có một cái hòn non bộ này mọi người. Hòn non bộ chúng ta có cây xanh, có cỏ và có trồng rất là nhiều lan cũng như là những ánh đèn chiếu sáng rất là đẹp. Thông với khoảng giếng trời này, nhìn khá là đẹp nha mọi người. Này, chúng ta cùng tham quan nhé. Đây là không gian tầng lửng, phòng tiếp khách trên lửng của căn nhà mình. Nhà rất đẹp nha mọi người. Đó, có những khoảng không rất là hay nữa. Và khi chúng ta mua căn nhà này thì gia chủ sẽ tặng lại toàn bộ nội thất bên trong. Những gì trong căn nhà này thì sẽ được gia chủ tặng lại hết nha mọi người. Thì quý anh chị quan tâm thì có thể alo sớm đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, để chúng ta đi xem và sở hữu ngay một trong những căn nhà phố đẹp, chính chủ, sang trọng và giá cả vô cùng hợp lý. Chúng ta có thể mua ở, mua để dành hoặc là mua cho thuê nha. Đây là không gian bên trên tầng lửng, nhìn ra này. Đó, chúng ta thấy này,
quá đẹp nha mọi người. Rồi mình cùng di chuyển lên tham quan phòng ngủ của căn nhà mình. Nhà chúng ta có tới 4 phòng ngủ, cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha mọi người. Cửa phòng ngủ thì ở đây tất cả hệ thống cửa phòng ngủ gia chủ sử dụng là gỗ sồi Nga nha mọi người. Rất đẹp và cái rất là bự. Rồi chúng ta tham quan phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 của chúng ta thì có dàn tủ kệ tivi, bàn làm việc, bàn trang điểm được gia chủ tặng sẵn khi chúng ta mua. Phía sau thì chúng ta có vệ sinh, thiết kế theo không gian mở và ở đây thì gia chủ sẽ gắn màn rèm cho mình nhé. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt phía ngoài, thông thoáng với giếng trời và có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen phía trong. Và mình xin lưu ý mọi người là ở đây thì gia chủ sẽ làm rèm kéo theo kiểu những khách sạn 5 sao khi chúng ta mua nhé. Đây là phòng vệ sinh này. Và phòng của chúng ta này thì có tủ áo và tủ kệ tivi nha mọi người. Và sàn phía dưới chúng ta sẽ gạch bóng kính 80 nhé. Phòng số 1, chúng ta tham quan phòng số 2 nè. Phòng số 2 thì phòng phía trước thì nó rộng hơn. Thì chúng ta cũng có khu vực tủ kệ tivi, khu vực bàn trang điểm và bàn làm việc. Và phía trước thì chúng ta có cửa ra ban công và cửa sổ ra ban công. Tất cả hệ thống lan can ở ban công chúng ta sử dụng là lan can sắt đúc mạ đồng nhé. Lan can chúng ta là lan can nhôm, hợp kim nhôm nha mọi người. Đây chúng ta lại gần hơn này. Đây chúng ta sử dụng lan can phía ngoài này là hợp kim nhôm hết nha. Có cây xanh phía ngoài nữa mọi người này. Căn nhà chúng ta nằm sát bên trường học luôn. Những gia đình nào có con em nhỏ chuẩn bị đến tuổi đi học cấp 1, cấp 2 thì chọn căn nhà này quá là phù hợp luôn. Thì chúng ta có thể vừa ở và con em của chúng ta đi học thì có thể tự đi bộ về nhà cũng như là tự ra trường luôn. Đi bộ chỉ vài bước chân thôi. Phòng số 2 chúng ta cũng có tủ áo rất là rộng, cũng như là dàn tủ kệ tivi, thiếu giường ngủ thôi, phòng vệ sinh nha. Thiết bị vệ sinh chúng ta dùng là inox loại 1 và vòi tắm inox 3.4, có gương soi, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi, phòng vệ sinh rất là chuẩn rồi. Đó, rất đẹp nha mọi người. Và mình tiếp tục di chuyển lên lầu 2 tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Cầu thang thì chúng ta cũng đá hoa cương kim sa nha. Rồi mình sẽ tham quan phòng ngủ số 3 này. Thì mình sẽ quay sơ thôi nhé. Phòng ngủ khá rộng này, ngang 4m2, độ dài 16m. Thì chúng ta thiết kế phòng ngủ cũng khá đẹp và không gian hài hòa. Phòng ngủ số 3 nhé. Thì mình xin lưu ý những cái vệ sinh phía sau này thì gia chủ sẽ làm màn rèm cho mình để chúng ta có thể che chắn lại nha. Nếu mà gia đình mình không thích thì có để thể để trống luôn. Và đây là phòng ngủ số 4 này. Chúng ta cũng có đầy đủ nhé. Gia chủ sử dụng màu sắc rất là nhẹ nhàng với tủ áo, không gian trang trí và cách bố trí rất là hợp lý. Phía trước chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công. Rồi mình sẽ tham quan sơ vệ sinh này. Với giá bán chỉ hơn 7 tỷ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ sở hữu ngay căn nhà này. Và chúng ta còn được thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà nữa. Đặc biệt khi chúng ta mua nhà trong dịp cuối năm 2019 này thì bên Hùng sẽ khuyến mãi đặc biệt giảm giá từ 2 đến 300 triệu đồng một căn cho quý anh chị nào mua nhà bên mình. Rất là ưu đãi nha mọi người. Trên này chúng ta có khu vực không gian cái phòng kho này, phòng giặt này. Nhà chúng ta có tới 5 phòng được luôn nha mọi người. Đây là cái khu vực không gian phòng giặt cũng như là khu vực sân phơi và sân thượng sau của căn nhà mình. Thì gia chủ đổ sút ra đây luôn nhé. Đó. Phía sau chúng ta làm cửa và rào chắn rất là kỹ rồi. Quá tuyệt vời nha mọi người. Và ngoài này chúng ta có phòng thờ. Phòng thờ này. Thờ chúng ta rất là rộng này. Nhà chúng ta có thể làm 5 phòng ngủ luôn. Quá tuyệt vời. Quá đẳng cấp. Và
Phía trước này chúng ta có sân thượng phía trước này, quá rộng rãi nha mọi người, quá chắc chắn. Và nhà mình thì sát bên trường học cũng như là chung cư, phải nói là căn nhà vị trí quá đắc địa luôn nha mọi người. Trường học chỉ cách 3-4 bước chân, quá đẹp, giá bán quá hợp lý. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.